Chào bạn, đồng ý lại. Trong video này mình sẽ cho phía bạn ví dụ mẫu cụ thể mình demo trên máy tính về việc mình phân tích cái search intent của nó ra như thế nào. Thì mình sẽ có lấy 6 ví dụ sau đây về các cái lĩnh vực, các thị trường khác nhau. Đầu tiên là về cúng thôi nôi đi, hẹn từ topic từ khóa ở đây là từ khóa cúng thôi nôi đi. Thì bên phía bạn sẽ lên Google, bạn nhớ gõ control shift n nhé, để bên phía bạn ra được cái trình duyệt ảnh danh. Tại sao trình duyệt ảnh danh á? Bởi vì là trình duyệt ảnh danh nó sẽ giúp cho bên phía bạn đại khái nó không có lưu trữ lại lịch sử dữ liệu của phía bạn, thì ra Google trả về kết quả chính xác hơn, và nó kiểu người dùng mới search, người dùng search ra như thế nào. Bởi vì nếu như bên phía bạn mà search trước đó thì nó sẽ lưu một cái ở Lua Cache. Lua Cache được gọi tắt cái ý nghĩa nó, Lua Cache đại khái là nội dung với là các cái lịch sử dưới đó bạn đã research ra sao á, thì nhu cầu bạn research ra sao thì nó lưu trữ ở bên trên Google rồi. Thì Google nó có thể là, bởi vì nó phân tích, nó có trí tuệ nhân tạo nên nó phân tích hành vi của phía bạn luôn, cho nên đôi khi kết quả trả về nó sẽ hơi khác một chút. Để như hợp nếu bên phía bạn bật control shift n lên đó, thì kết quả nó sẽ đúng chính xác hơn khi mà người dùng sờ. Rồi mình sẽ ví dụ từ khóa là cúng thôi nôi đi chẳng hạn. Thì như phía bạn đây á, bạn thấy là như này, mình sẽ phân tích như ra sao. Đầu tiên á là mình sẽ coi hết toàn bộ lướt từ trên xuống dưới, thì mình thấy rằng là tất cả hình ảnh, video, tin tức thì khoảng này là liên quan về không hình ảnh là cái intent hình ảnh, về những hình ảnh trong content thì nó cũng khá là quan trọng, hình ảnh Google để hình ảnh ở đây. Tiếp theo là mình để dưới đây mình thấy rằng là đó thì những hình ảnh đây là những hình ảnh về cái khâu gọi là cúng thôi nôi. Và lúc mà mình biết được rằng là trên cái này hình ảnh của mình đó, thì mình phải hình ảnh chọn về những cái vụ bày ra như thế này, về phải có những cái món ăn như món chè nè, đó những cái hoa này, hình ảnh của mình phải để những cái khâu này, rồi xong rồi bàn với trang trí với lại trái cây là đó, những cái khâu này tại vì nó thể hiện hết ở trên đây, chè đậu trắng là mâm nè, trái cây là đó. Như thế đây thì những hình ảnh này mình sẽ phải để ở trong nội dung bài viết của mình, bởi vì đây là cái cách bố trí của cúng thôi nôi. Cúng thôi nôi thì đó, đó là về khâu hình ảnh. Tiếp theo là mình sẽ biết coi rằng là mình đọc qua các cái tiêu đề thì cúng thôi nôi cho bé, tức là những gì mẹ cần biết, lễ thôi nôi cho bé trai, mâm cúng thôi nôi gồm những gì, cách tính ngày cúng, chuẩn bị đồ cúng, mâm cúng chọn gói đầy đủ lễ nghi, cách bày mâm cúng, chuẩn bị cách cúng và hướng dẫn làm mâm cúng thôi nôi cho bé. Thì ở đây mình thấy rằng là intent ở đây đó là research intent là chủ yếu, là về intent mà mình sẽ viết nội dung chi tiết và cũng như là viết dạng bài, tốt nhất là nên bài blog hoặc là bài thông tin, nói chung mình được cung cấp thông tin cho người dùng và nên có sử dụng những hình ảnh như thế này. Thứ hai, nội dung mình nên viết đó, thì mình coi qua đây đó, là mình mới biết rằng là đầu tiên đó là về mâm cúng gồm những gì, đọc tiêu đề bạn đã biết rồi. Người dùng sẽ giờ coi là mâm cúng nó gồm những cái gì, tính ngày là bao giờ để tính để nó cúng phù hợp, có mâm cúng gồm những gì, có nghĩa là phải có bao gồm là phần khâu chuẩn bị của nó, và như có thôi nôi thì có cái cho bé trai với cái cho bé gái, và cách cúng có thể bao gồm là nội dung của mình nó coi qua thì chắc chắn là nó sẽ bao gồm là cách tính ngày cúng nè, coi về cái phần khâu nội dung mình là chuẩn bị mâm cúng thì chuẩn bị gồm những cái gì, mâm cúng cần cần ra sao, cách mà phía mình cúng là có thể là bài văn khấn hay cái gì đó chẳng hạn, thì đó là về khâu gọi là cách cúng đó. Thì đây là nội dung nó hầu hết nó rơi vào vô cái khúc này. Rồi cụ thể hơn cách outline á, thì mình sẽ nói cho bên phía bạn ở trong quy trình outline sắp tới thì bạn phân tích bạn rõ ràng hơn. Còn đây là cái khâu intent đầu tiên như bên phía bạn đó, intent nội dung mình sẽ viết nội dung cung cấp và hình ảnh mình phải để những hình ảnh như thế này, đó là về khâu buồn cúng hơi nôi. Cái này khá là dễ rồi. Mình sẽ cho bên phía bạn nhiều cái khó hơn, ví dụ như đọc tiền 30 đi. Thì khúc này bên phía bạn mình thấy rằng là ok, hình ảnh nó đứng ngay đầu luôn, thay vì hồi nãy là để cuối thì có nghĩa là hình ảnh nó chưa hẳn là quan quá là quan trọng, nhưng bây giờ hình ảnh là để đầu rồi thì điều này có nghĩa rằng là trong đây chắc chắn hình ảnh nó quan trọng nhất đó đối với mình đó. Thì mình muốn chuẩn hóa hơn thì mình bấm vô cụ thể đi. Nãy mình chưa bấm cụ thể thì bây giờ thì mình sẽ bấm một số cái cụ thể, bấm đây. Thì mà thấy Pinterest cũng lên này, có nghĩa là sao? Có nghĩa là hình ảnh nó lên khá là nhiều, ở đây là chủ yếu là content và hình ảnh. Nó là tầm nhiều tiền tuổi 30 nè, lúc này mình có kéo xuống hình ảnh nè. Hình ảnh thì đây mình nên có để tuổi 30 dự tiền đúng không? Thì phải có đầm ôm dạng body nè, dạng đầm suông nè, dạng chân váy nè, dạng váy xòe nè, nghĩa là hình ảnh nó mình phải thể hiện những cái nội dung mình thể hiện ở đây là như vậy. Xuống đây thì mình cũng có cụ thể với các bạn thấy rằng là nó hiện ra là một cái local map ở đây. Đây là một local map thể hiện ví dụ đầm dự tiệc đẹp, Depo Fashion, váy đầm công sở Hàn Quốc cao cấp thành phố Hồ Chí Minh đi. Thì local map ở đây thì có nghĩa rằng là sao? Mình cũng nên để địa chỉ cho tới các cái shop mà bên phía mình cung cấp. Ở đây cơ bản là mình là người cung cấp đi, hay là giả sử như bên phía mình là người
mình viết cho website của mình, bấm thì mình để tên shop mình cuối cùng. Ví dụ như đây bạn thấy không, nội dung nè, nhưng mà thấy đây hình ảnh này thể hiện là chủ yếu là visual content bạn thấy không, toàn bộ đây là hình ảnh là không à, hình ảnh. Và như bạn thấy ở đây là hình ảnh này, thậm chí đây nó gắn cái logo ở đây, ví dụ là Thắm Đặng nha, thì sẽ gắn cái logo Thắm Đặng vô, Thắm Đặng đó. Như bạn thấy đây những mấy cái này mấy bạn nữ ra xinh phết đó. Nhưng mà người thấy đây thì hình ảnh là chủ yếu, intent đây là dạng hình ảnh chứ mình không nên viết content nhiều ở đây, và nó sẽ viết theo kiểu dạng content là các cái loại về dạng đầm tuổi 30 các cái loại đó, và nó sẽ để hình ảnh ở trong đây luôn. Nhưng mà thấy nãy hình ảnh đây đúng không, thì đây mọi người coi là đầm body ôm nè đó, đầm xòe nè, đầm suông là ý chang luôn phải không, đúng rồi, đó là lý do sao đứng top 1. Thì bên đây là sao, cái máy xòe nè, body nè, suông nè, tại vì intent của người dùng, ý thức người dùng tìm kiếm á, ta muốn thể hiện và tìm kiếm những cái mẫu như vậy và quan tâm những cái mẫu đó. Tương tự như vậy bạn hãy xuống đây là qua đây nè, nói chung quyến rũ ngọt ngào sang trọng, nói chung bỏ khâu này đi, đầm ren nè, đầm xòe nè, thấy không, tuổi này bạn thấy không, hình ảnh cũng là hình ảnh là chủ yếu, content chỉ viết như thế này, có nghĩa là nếu như bạn ở trong thị trường này bạn phải cho show hình ảnh càng nhiều càng tốt, giống như trang như trước đó mình cho bên phía bạn coi về cái thiết kế nội thất chung cư 65 mét vuông, nhưng mà thấy ở đây hình ảnh là nhiều là chủ yếu đó. Tương tự hình ảnh content xong viết hình ảnh phải không, có logo là đó, thì tất nhiên là bạn hình ảnh của bạn nên có logo quăng vô nữa là cho chuẩn xác, và tốt nhất là hình ảnh unique như là hình ảnh bên phía bạn chụp luôn nếu như bạn làm trong cái này không, Neva đó, nghĩa là sao, có nghĩa là đôi khi mình thấy rằng là hình ảnh của cái công ty này luôn, nghĩa là sao bạn đang lấy hình ảnh unique ở trong đây và hình ảnh intent người dùng, thì tại vì người dùng muốn coi nhiều mẫu mà, thì đó hình ảnh của riêng công ty Neva này, mấy bạn nữ xinh phết. Rồi chuyển qua topic khác, topic này mất tập trung quá. Rồi tiếp theo nữa, đồng hồ Casio nam nhé, thì đồng hồ Casio nam á, là về dạng đây thấy đây thì nó lại ra intent nó là gì, bạn thấy là hình ảnh là mua sắm nè đó, bạn thấy không, nó khác so với nãy, hồi nãy là hình ảnh là video nè đó, còn đây là hình ảnh mua sắm, nó khác nhau một chút. Ok, nó là dạng mua sắm rồi đó, mình thấy bạn thấy không, ở đây nó là thể hiện là quảng cáo nè, nghĩa sao có mua hàng mua sắm ở trên đây nên là người ta mới quảng cáo ở những cái keyword như thế này. Xuống đây bạn nhìn qua bên phải nữa thì đây là bán hàng là dạng Google Shopping thể hiện nè, mình đã phân tích intent, tại vì Google nó sẽ trả về intent là như sao, à ok nó phải là trang đối với mình là trang sản phẩm, danh mục sản phẩm á, trang bán hàng đó. Thì mình bạn hướng xuống đây là đồng hồ Casio nam này, thấy không, đồng hồ đeo tay Casio nè, Casio nam nữ nè, Casio nam nữ là Casio nam nè, Casio Việt Nam à, Casio nam chính hãng nè, đồng hồ Casio chính hãng, đồng hồ Casio nam, nghĩa nó rơi vô cái trang đồng hồ Casio luôn, đã có Casio nhãn Casio nam, nó trang danh mục là chủ yếu và nó có cái địa điểm local ở đây, nghĩa rằng là mình sẽ để là thông tin địa chỉ và các thông tin khác, Casio Việt Nam com là cái tên brand của nó, là thành ra mình bỏ qua đó. Ví dụ như bạn thấy đây, à ok nếu bạn không nghe sao mình sẽ trang danh mục sản phẩm, thì intent nó là một sản phẩm, thành ra mình phải cung cấp cái khâu này, và lúc mà mình phân tích thì mình cũng phân tích khá là cụ thể bạn thấy không, ở đây là nó sẽ có women, woman, couple, Eddie Fair, Sin, Rose Gold, thì ở đây bạn thấy không là nó sẽ có G-Shock, là nói chung những cái hãng con của nó, và ở đây nó về khâu giới tính rồi mà, như bạn thấy ở đây bạn bạn coi qua bạn coi về cái intent phân tích đó, hình ảnh trang sản phẩm là chủ yếu, thì bạn phải cung cấp những khâu này. Này tự nhiên bỏ nguyên một cái content bự chà bá vô thấy nó hơi kỳ, nó content này thì nó ổn nè đó, thì để bảng giá, để tên sản phẩm, để đánh giá sao như phía đây, giảm giá tên bảng giá chất liệu nó là cái này quá tốt rồi, thế là bạn nói chung intent là dạng mua sắm là chủ yếu, mua sắm là chủ yếu đó, nó khai bạn thấy khá là dễ. Tương tự vậy nếu mình làm về dạng từ khóa bồn cầu đi chẳng hạn, đây hình ảnh nè, các cái sản phẩm nè, đây bạn thấy không, Toto, Inax, Lavabo, Mineral Standard nè, đây là các thương hiệu và thiết bị vệ sinh, thì mình phải bỏ nó trong nội dung bài viết. Ở đây có hướng dẫn video nữa, thì có nghĩa đôi khi sao ở trong cái nội dung của bên phía mình á, nếu được thì mình nên quăng một cái video hướng dẫn chọn mua bồn cầu, thấy không bạn thấy không, hướng dẫn cách chọn mua bồn cầu, thì ở trong đây đôi khi mình sẽ ngoài việc là soạn thiện ra thì mình hay quăng ngắn một cái video hướng dẫn nhỏ ở đây trong cái dạng video review, ở đây nó không có nhưng đôi khi bên phía mình sẽ, nếu mà mình tu á tốt nhất thì mình sẽ quăng một cái video ở trong đây nữa về hướng dẫn chọn bồn cầu do chính mình làm, và dạng category như thế này, bởi vì nó là shopping nè, ảnh nè, và trang danh mục sản phẩm, nhưng mà thấy đây danh mục sản phẩm rất là nhiều, xuống đây là local danh mục sản phẩm, rồi đây là cái gì, đây là nội dung bài viết về bồn cầu giá rẻ dưới 1 triệu,
thì đôi khi là nó làm trong nội dung bài viết này mình sẽ có một cái nội dung, nếu mình làm á, thì nó vẫn là trên category và mình sẽ có một nội dung ở dưới category này nói về một số bồn cầu dưới 1 triệu mà bên phía bạn có thể tham khảo. Sau đó mình sẽ liệt kê sơ bộ ra để cho phía người dùng mình click vô, và mình có thể cho một cái video hướng dẫn về hướng dẫn chọn bồn cầu hay intent mình cung cấp, thì đó, nội dung mình cung cấp nó sẽ là như vậy. Tương tự như vậy với bồn cầu một khối, bồn cầu một khối là một cái dạng cũng như một sản phẩm luôn. Đây như một sản phẩm thì nó cũng khá là tương tự. Thành ra mình không đi sâu vô, nhưng mà ví dụ như đây là sản phẩm cụ thể đi, mình có làm đây laptop XPS 13930, bạn thấy là đây là sản phẩm cụ thể luôn, toàn bộ ra XPS 13930 Core i7 mà đó. Bây giờ quảng cáo nó là sao, trang bán hàng và bạn bấm đây là trang product, trang product cụ thể. Đó, tất cả những trang này là trang sản phẩm cụ thể ở đây hết, như bạn thấy ở đây. Rồi, khúc này xuống dưới đây bạn kéo xuống á, thì nó sẽ có một số cái ví dụ như là video và đánh giá review nữa, thì có nghĩa là sao? Nếu mà được á, thì mình sẽ như bạn thấy đây, nội dung đánh giá là đó, nó có nội dung video đánh giá ở đây luôn. Thì nghĩa là ở trong đây bạn có thấy rằng là nó về hình hình dạng về intent video, về video thì dạng là review đánh giá. Thì ở đây mình có thể là làm một cái gọi là lúc mà ở sản phẩm chưa chi tiết thì mình sẽ ghi đặc điểm nổi bật đánh giá và nhận xét này, như bạn thấy ở đây là mấy cái khâu mà mình đánh giá và trải nghiệm review về cái này, và nếu được thì mình sẽ quăng một cái video đánh giá ở trong đây luôn, mình sẽ làm một video đánh giá ở ngay trong đây luôn thì nó sẽ tốt nhất. Hình ảnh ở đây mình như bạn thấy là hình ảnh unique, hình ảnh chụp cụ thể cái sản phẩm luôn, thông số là như bạn thấy đây. Này nó không có content về đánh giá review nên đôi khi đó lý do sẽ đứng top thấp hơn thằng này thì lại có, nhưng mà mọi người thấy ở đây, nhưng mà nó ngừng kinh doanh rồi, đó lý do tại sao nó xuống top 3 đó. Thì nếu được thì mình sẽ làm về khâu content dạng review đây, nhìn thấy không, review là overview và laptop là, nhưng mà video hư rồi, đó lý do sao lại desktop đó. Thì nội dung mình có thể làm như vậy. Bên kia bạn phân tích đây là nó sẽ có bán hàng trên sản phẩm cụ thể, có video review thì mình nên dùng hòa với nó lại với nhau về mặt intent đó, mình phân tích cụ thể. Rồi hy vọng là bạn thích và hiểu video này, thì bạn ở video tiếp theo.